Xin chào anh chị nhà đầu tư, em là AC Thành, giám đốc công nghệ của công ty cổ phần Tech Profit và là người trực tiếp xây dựng bộ công cụ hỗ trợ đầu tư techprofit.vn. Bộ công cụ được Tech Profit nghiên cứu và phát triển trong 3 năm và chính thức có bản thương mại vào tháng 6 năm 2023 và nhận được rất nhiều cái phản hồi tích cực của hơn 20.000 anh chị em nhà đầu tư lựa chọn và sử dụng. Thì trong hai buổi tới đây, em xin phép chia sẻ với mọi người cái cách sử dụng đơn giản và nhanh gọn nhất của bộ công cụ techprofit.vn để mọi người đánh giá cái rủi ro cũng như tìm kiếm cơ hội trên thị trường chứng khoán. Và mọi người có thể dễ dàng nhận biết cái vùng đỉnh đáy và lựa chọn được những cổ phiếu tiềm năng thông qua cái sự kết hợp của hai bộ chỉ báo mạnh nhất của Techprofit hiện tại, đấy là sức mạnh giá và dòng tiền. Quan trọng hơn hết, anh chị em có thể tự mình tìm ra những cơ hội trong thời gian ngắn, nâng cao được cái sự chủ động trong hành trình đầu tư của bản thân. Anh chị em đăng ký ngay để tham gia, để không bỏ lỡ những cơ hội khám phá tiềm năng trong đầu tư năm 2024 cùng Techprofit. Hẹn gặp lại mọi người trong hai buổi chia sẻ tới đây cùng AC Thành nhé.